Hello. Thế thì để trở lại cái câu trả lời cho anh Minh Giang và cũng như mọi người đó, là chính sách của Đảng và Nhà nước chúng ta đó, thì mọi người đã nhìn thấy rất rõ rồi. Đó là thông qua nghị quyết 36 và chỉ thị 45 đối với chính sách của người Việt Nam ở nước ngoài đấy. Thì nếu mà chúng ta đọc vào thì chúng ta hiểu rất là rõ thôi. Còn đối với về góc độ nhìn nhận đó, về góc độ pháp luật hay là góc độ khác đi chăng nữa, thì chúng ta kể cả nó không liên quan đến góc độ pháp luật thì chúng ta nhìn nhận là cái sự việc mà do ai gây ra thì nó sẽ liên quan trực tiếp đến người đó, đúng không ạ? Kể cả là anh vi phạm pháp luật đi chăng nữa, hay là anh có những cái hành vi mà nó không phù hợp chẳng hạn, không phù hợp thôi, chưa đến mức mà vi phạm pháp luật, thế nhưng mà cá nhân nào gây ra thì dĩ nhiên là cá nhân đó phải chịu trách nhiệm đấy, chứ không thể là vơ đũa cả nắm mà nghĩ rằng là một người như anh Hoàng Duy Hùng sẽ ảnh hưởng đến những cái người ở hải ngoại khác. Theo ông nghĩ là không phù hợp, và nó không đúng, nó không đúng với cái cách nhìn nhận về cái nhân văn của nhà Đảng và Nhà nước chúng ta thông qua cái nghị quyết và chỉ thị như vậy. Đó là cái góc độ thứ nhất. Góc độ thứ hai nữa đó là đành rằng là nói gì thì nói. Cũng có nhiều bạn chia sẻ với em thì em trước giờ em cũng tham khảo thôi, chứ em không 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 em có quan điểm riêng của em, chứ cũng ít bị tác động hay là nghe theo một ai đó nói này nói kia nó không phù hợp trên không gian mạng, nó không phải. Thế nhưng mà để mà làm một cái cầu nối đó, chúng ta phải hiểu là làm một cái cầu nối nó không phải đơn giản, đúng không ạ? Không phải đơn giản. Thế thì tại sao mà có nhiều bạn lại cho rằng là cầu nối? Và thậm chí là có những bạn 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 comment cùng với em ở ở trên cái kênh YouTube đấy, bạn nói rất là như kiểu là bạn ấy là người trong cuộc đấy. Nó không tiện, đây em không ngại là ấy đâu, nhưng mà nếu có tiện thì em có thể em chia sẻ luôn ở trên trang cá nhân, mọi người có thể đọc comment nó cho nó khách quan. Em có chụp màn hình lại mà. Bởi vì sao? Bởi vì có nhiều bạn bây giờ bạn ấy nhìn nhận theo một cái cách nó rất là lạ lùng thì không biết là như thế nào. Thế nhưng mà ở đây nói gì thì nói, thông qua cái sự việc đó chúng ta thấy được này. Anh Hoàng Duy Hùng về nước tốt không? Tốt. Anh ấy quay trở về với Tổ quốc có tốt không? Tốt. Anh ấy ủng hộ Đảng và Nhà nước có tốt không? Tốt. Anh ấy nói lên cái tiếng nói khách quan trung thực thôi, không cần anh phải ca ngợi hay là phải là tâng bốc hay thế này thế kia, anh chỉ cần nói đúng thực tế về tình hình xã hội Việt Nam thôi, về tình hình phát triển xã hội Việt Nam thôi. Có tốt không? Tốt. Đúng không ạ? Thế có ai đúng có rồi. Ai đề cập đến những cái vấn đề đó không? Cũng chả ai đề cập cả. Thế nhưng ở đây nó có những cái vấn đề, tại sao là gì? Nó gây ra tranh cãi mà hiện nay thực tế ở trên không gian mạng chúng ta thấy. Kênh YouTube này thì quay qua nói kênh YouTube kia là thế này thế nọ, đúng không ạ? Thậm chí là nói luôn cả những cái nhân vật mà đăng bài, mà các anh nói đến những cái nhân vật mà viết bài thì khác gì anh chỉ trích luôn cả những cái cơ quan mà đã đăng cái bài đó lên à? Đúng không ạ? Đúng rồi. Đó là góc độ thứ nhất. Anh đã nói đến cái nhân vật đó, viết bài đó thì không khác gì anh đi anh chỉ trích luôn cả cái cơ quan đăng bài. Mà cơ quan đăng bài thì chúng ta biết rồi, nó cũng phải có quy trình chứ, nó cũng phải qua kiểm duyệt chứ, đâu phải cái chuyện nó ai thích đăng là đăng, ai thích viết thì viết, đúng không ạ? Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là đồng ý trên quan điểm các anh đều đưa ra, đó là gì? Trên gì? Trên tinh thần gì? Công ước quốc tế, rồi là luật pháp quốc tế, rồi là vân vân và vân vân cả. Cái gì các anh cũng bảo là trên tinh thần quốc tế. Thế bây giờ đồng ý. Thế bây giờ những cái nội dung đó mà anh Hoàng Duy Hùng anh đưa ra trên không gian mạng để dẫn đến cái hiện tượng tranh cãi như ngày hôm nay đó, thì lấy cái gì để chứng minh? Có văn bản quốc tế nào chứng minh không? Bây giờ nếu có thì các anh cứ đưa lên không gian mạng cái là mọi người ta đọc, người ta là à đây 2 năm rõ 10 rồi, đúng không? 5 cộng 5 bằng 10 mà 2 nhân 5 thì nó cũng bằng 10. Đấy, rõ ràng là như thế. Thế có ai cãi gì đâu. Chả, thế tự dưng là nó chả có cãi gì cả. Thế nhưng mà đưa ra một cái thông tin nó mập mờ. Nó mập mờ rồi gì? Chúng ta hay nói rồi, tam sao thất bản. Mỗi người một quan điểm khác nhau, nhìn nhận khác nhau. Trong khi đó mọi người thì đều nói là gì? Dựa trên cái cả anh Hoàng Duy Hùng anh cũng nói phải dựa trên văn bản quốc tế. Phải dựa trên công ước quốc tế. Thế bây giờ cái nào quy định là vị tuyến 17 là một quốc gia? Em đặt ra câu hỏi mãi cái câu hỏi đó thôi. Bây giờ cứ đúng các anh đưa ra được một cái văn bản nào của quốc tế công nhận vị tuyến 17 là một quốc gia là em không bao giờ em có ý kiến gì cả, được chưa? Em ở đây nói thẳng là em chả có cái vấn đề gì cả, nhưng mà em đặt ra một câu hỏi đó là tại sao lại đưa ra câu hỏi đó, vấn đề đó,
Thế các anh nói đi nói lại vòng thì cũng giống như không khác gì cái lý thuyết trước đây của các anh cả. Đó là các anh cho rằng là Singapore là thế này thế kia, xong đến ngày hôm nay đấy như thế này như thế nọ, thì nó cũng chả khác gì là cái luận điểm của một số thành phần bảo là miền Bắc xâm lược miền Nam cả. Nó rõ ràng là như vậy, nếu mà là hai quốc gia thì rõ ràng là xâm lược còn gì nữa, đúng không ạ? Thế thì văn bản quốc tế nào quy định cái điều đó thì cũng rất mong các anh đưa ra được cái nội dung đó. Các anh chỉ cần đưa chụp đúng cái văn bản quốc tế đó các anh đưa lên, hoặc là các anh tải lên không gian mạng Google chẳng hạn, thế mọi người vào người ta đọc, nó giống như nghị quyết 36 chỉ thị 45 của nhà nước chúng ta đấy, mọi người ai lên là đọc được, đúng không? Thì đó có ai cãi nhau cái gì đâu đấy, mọi người đều có hai giấy trắng mực đen rõ ràng. Đấy, trong khi đó là gì, trong khi đó là mọi người là rất nhiều người ủng hộ cái vấn đề là khôi phục cái phụt quốc đấy, cứ gọi là phụt quốc đấy, thì người ta thường là đưa ra là cái lý do là gì, miền Bắc xâm lược Việt Nam, mà đã miền Bắc xâm lược Việt Nam thì là Mỹ không xâm lược Việt Nam và là Mỹ sang giúp đồng minh, đúng không? Mà Mỹ sang nước thì tóm lại là cái cuộc kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam nó trở thành là gì, là nội chiến à? Hay là thế nào? Nó rất nhiều quan điểm, đúng không ạ? Thế nhưng mà chưa thấy có văn bản quốc tế nào ghi các nội dung đó cả, mà lịch sử đã chứng minh cái điều đó. Chứ Mỹ người ta chả phải tự dưng người ta sang Việt Nam mà ta chơi không, đúng không ạ? Người ta chả dại đâu mà người ta bỏ cả đống tiền ra để người ta đầu tư vào miền Nam Việt Nam đâu, đúng không ạ? Người ta nuôi không được thì người ta bỏ, mà người ta bỏ thì để đói, đói thì là gì? Thì nó đu, đấy hệ quả. Đấy thì ngày hôm nay đó, nó có một cái điều rất lạ lùng ở trên không gian mạng. Một người chống cộng 30 năm, đúng không ạ? Một người chống cộng 30 năm được cho là hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa thì lại bỗng dưng trở thành một trong những hiện tượng xã hội mà thậm chí là có thể gây gì? Gây ra cái sự chia rẽ ngay trong cộng đồng của xã hội Việt Nam chúng ta. Cái điều đó nó có đáng không? Mà chúng ta phải nhìn nhận ở đây là gì? Quyền và nghĩa vụ, tư cách công dân, ba cái vấn đề đó nó có phù hợp hay không? Ở đây chúng ta đặt ra những cái vấn đề như vậy để chúng ta suy nghĩ, chúng ta định luận. Còn dĩ nhiên trong mọi vấn đề chúng ta có những cái vấn đề là chúng ta phải chấp nhận là gì? Chúng ta mất cái này thì chúng ta được cái kia. Thế nhưng hiện nay cái vấn đề này em chả thấy được cái gì cả, toàn thấy mất thôi. Em thấy thời gian gần đây là hết Facebook, hết YouTube, là hết kênh này, anh nọ, hết thầy này, trò kia nhảy lên sâu xé nhau chỉ vì cái vấn đề là Việt Nam có mấy quốc gia. Rồi là gì? Rồi nó có nhiều người viết bài là tung hô này kia cả. Tại sao là như vậy? Có đáng không? Chưa phải là một điểm sáng để làm chúng ta để làm những cái việc như vậy. Trong khi ở Việt Nam chúng ta này, ngay trong đất nước Việt Nam chúng ta, hiện tại thời điểm hiện đại bây giờ đây này, những năm 2022 này, nó đầy việc đấy, đúng không ạ? Những cái tấm gương sáng trong phòng chống Covid đầy cái kìa. Chả thấy các anh đưa lên, các anh ca ngợi, các anh gì? Các anh truyền tải những thông tin tốt đẹp để mà gì, nêu ra những cái tấm gương để mà phát triển xã hội, để giúp cho xã hội người ta phát triển, nhiều người người ta nhìn vào, đúng không? Người ta học hỏi được những cái tấm gương tốt đẹp đó. Ở đấy tự dưng cái là các anh lại đưa ra một cái nhân vật mà tạo ra cái sự chia rẽ như vậy, thì em nghĩ là nó không đáng, không đáng đâu. Thế nên tại sao là em ít khi em đề cập đến cái nội dung này nó là như vậy. Đối với em thì em thấy là không đáng, không đáng để chúng ta phải đi tranh luận với một người này hay một người kia hay một nhóm người ủng hộ hay không ủng hộ, cái đó là quyền của người ta thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải đặt ra một cái vấn đề này, một người ở chúng ta nghe cái câu nói của cái tên gọi là tên Huy Đức đấy, cái tên Huy Đức mà chống cộng cực đoan ở Mỹ đấy, mà ngày ngày bây giờ vẫn lên YouTube live stream kiếm tiền đấy. Nó nói một câu thần sống vậy hả? Thần sống đấy. Thần sống đúng không? Thần tự gỗ phèo á. À đấy. Thì nghe Huy Đức đấy, cái tên ấy nó nói một câu mà không biết là mọi người có nghĩ hay không. Chứ còn nếu mà nghĩ ra có khi là chính Huy Đức nó lại khai sáng những cái thành phần đó. Nó bảo chúng ta là người Mỹ, chúng ta ở nước ngoài, không có chịu sự gì chế tài của pháp luật Việt Nam, chúng ta nói gì chả được, làm gì chả được. Thế nhưng mà gì? Nhưng mà những người ở trong nước á thì khác. Khác là gì? Là chịu gì ạ? Chịu sự chế tài của pháp luật. Hay nói một cách khác á, nói một cách khác, nói trắng ra ý nó bảo á, là nó là người Mỹ, nó là công dân Mỹ, nó chỉ có trách nhiệm với nước Mỹ thôi.
có quyền lợi, đúng có rồi. nghĩa vụ đối với nước Mỹ, đúng không ạ? Chứ còn người dân trong nước ở Việt Nam chúng ta thì có quyền lợi và nghĩa vụ đối với cái tổ quốc đất nước lãnh thổ Việt Nam chúng ta, chứ nó chả liên quan đến nước ngoài. Bản thân cá nhân nó nói như vậy thì không biết là mọi người nghĩ như thế nào, nhưng cá nhân em nghĩ chính cái câu nói đấy nó lại khai sáng ở nhiều nhiều người đấy. Em không phải là em khen một cái thành phần chống phá đất nước đâu, nhưng bản thân nó nói ra được một câu đó nó biết được cái điều gì, để nó gì những cái thành phần khác á. Bởi sao? Bởi vì những cái nhóm mà chống phá nhà nước Việt Nam chúng ta ở nước ngoài mà nó cứ tự lập hội, tự lập nhóm, xong bắt đầu là gì, quyên góp xong bắt đầu là chia chác không đều, bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn, tan đàn xẻ nghé thì lên mạng chửi nhau, đúng không ạ? Đó là một cái bài từ xưa nay rồi. Thế thì đối với người Việt Nam chúng ta cũng vậy, vì một công dân của nước Mỹ mà chúng ta lại tạo ra cái sự chia rẽ của Việt Nam chúng ta, nó có phù hợp hay không? Chả có quyền lợi nghĩa vụ gì cả, tư cách công dân cũng không luôn, nó không đáng. Chứ còn nói gì thì nói, ở đây thì có nhiều người cũng đề cập, thế nhưng mà em thì bản thân cá nhân em thì em nói thẳng là em chưa được đọc cái nội dung cách mạng trắng nó là như thế nào đấy, nói trắng phớ ra là như vậy. Thế nhưng mà theo em nghĩ đó thì nó không khác gì những cái cuộc cách mạng khác cả. Ví dụ cách mạng màu, cách mạng cam, cái mùa xuân Ả Rập, cái thứ đấy, nó gọi chung là cái chiến lược diễn biến hòa bình vào loạn lật đổ đấy bạn. Thì theo em nghĩ thì nó cũng không khác đâu, nó chỉ khác mỗi cái là gì, nó sử dụng con người về, và nó ở đấy, và nó áp dụng với lại phù hợp với cái tình hình đất nước Việt Nam chúng ta thôi. Chứ còn thực ra về cách thức, phương thức, thủ đoạn rồi là các thứ thì nó không khác gì cả. Nó đúng cũng rồi. Là gì? Cũng là tiến hành bạo loạn và lật đổ, thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam chúng ta thôi. Thì nó cũng diễn ra giống y như kiểu mùa xuân Ả Rập hay là cách mạng Nhài, cách mạng Cam, rồi cách mạng gì đó, đúng không ạ? Nó y như vậy thôi, nó khác gì đâu. Chẳng qua là nó chỉ là để nó áp dụng cho phù hợp với tình hình của Việt Nam chúng ta thôi. Thế thì cái việc mà bản thân những cái người đó cứ hở ra cái là bảo là hòa hợp, hòa giải dân tộc, thế mà lại là gì, lại đi chửi bới, đào bới móc cả tổ tiên dòng họ anh em các thứ của người ta ra. Mà đó là gì? Đó là những người ở trong nước, những người đồng bào của chúng ta đang sinh sống cùng ăn cùng ở, đúng không ạ, cùng hít thở cái bầu không khí đất mẹ Việt Nam này. Thì ngay bản thân các anh đã như vậy mà các anh cứ lên mạng các anh bảo các anh đi hòa hợp hòa giải, ai nghe? Mà hòa hợp hòa giải cái gì, làm gì phải hòa hợp hòa giải? Nhiều khi các anh nói những câu nó rất là lạ lùng. Thế bản thân nhà nước hay Đảng Cộng sản Việt Nam có đuổi cùng giết tận các anh không, đúng không? Có dí súng vào đầu bắt các anh sang Mỹ không, hay là các anh ôm vàng các anh lao ra biển? Bây giờ các anh bảo đi hòa hợp hòa giải, làm gì phải hòa hợp hòa giải? Còn đấy là chính sách, đúng không ạ, của Đảng nhà nước, nó thể hiện cái góc độ nhân văn, truyền thống văn hóa tốt đẹp của con người Việt Nam chúng ta. Và đã khẳng định là gì? Là người Việt ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời. Đó là chính sách đại đoàn kết. Có mâu thuẫn cái gì mà phải hòa hợp hòa giải, mấy chục năm rồi, đúng không ạ? Những người dân khổ cực, người ta bị đè đầu cưỡi cổ từ thời Pháp đến thời Mỹ, người ta không hận thù các anh ấy thôi, các anh lại đòi người ta phải đi hòa hợp hòa giải. Các anh nghe nó rất là lạ lùng, mà lại rất nhiều người hay nói đến cái câu đó. Đúng rồi. Hay kể cả nó một số anh mang tiếng là có cái học này học kia mà cũng lên mạng nói động cái là hòa hợp hòa giải. Em bảo luôn, em hỏi luôn, em bảo thế nào là hòa hợp, thế nào là hòa giải? Hòa hợp hòa giải với ai? Ai là ai, ai phải đi hòa hợp hòa giải? Nó kỳ lạ, cái chính sách của Đảng và nhà nước chúng ta phải nói rõ câu từ, nói đúng theo văn bản chính thống. Chúng ta không thể mượn câu mượn chữ, chúng ta cắt ghép, chúng ta bỏ câu bỏ chữ, là chúng ta đưa ra một cái nội dung để cho nó phù hợp, nó lái đi. Cái đó là người ta gọi là ba que sổ lá đó. Đúng rồi. Em cảm ơn anh Cô Quang. Dạ, em cảm ơn anh và cô chú anh chị. Ok chưa?